Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Vân Nguyễn lại tiếp tục bật nắp một công hàng nữa để chào hàng Tết cho mọi người mua bán vào dịp ra riêng. Ở công hàng này thì là một công 6 phân có trộn khoảng 2 kiện 4 phân. Nhưng mà có một điểm đặc biệt ở công hàng này, đó chính là việc hàng 6 phân nhưng mà lại rất là dương phân. Ví dụ như khi các bạn đo lên này, thấy chưa? 6 phân được 6 phân 2, có những tấm dày hẳn lên được 6 phân rưỡi luôn các bạn nhé. Đây, mình cho các bạn xem luôn. Được chưa? Nó khá là dày dặn. Đấy, Vân đo cho bạn xem. Dương phân, đó chính là những cái hàng đề xê mà cứ dương phân ý, thì mọi người sẽ rất là thích, vì có thể làm được nhiều thứ, nhiều việc. Hàng này có dài từ 1,5m cho đến 3,6m là dài nhất. Và những khách hàng mà mua hàng liên quan đến việc đóng đồ nội thất, làm khung xương, yêu cầu giá rẻ, chất lượng đẹp, đảm bảo có lãi khi mà mua sản phẩm, thì hãy nhanh tay gọi điện thoại cho anh Công theo số điện thoại 0912 190 886 để có thể có được cái giá tốt nhất trong cái dịp Tết này. Đó, Vân nhắc lại cái chiều dài của nó là từ 1,5m, 1,2m cho đến 3,6m luôn các bạn nhé. Công hàng này thì được xuất đi từ khoảng năm 2021. Bây giờ đang là năm 2023 đầu năm đúng không? Tại sao bây giờ mới xuống hàng? Là bởi vì nó bị đóng ở dưới cảng mà delay ở trong container ấy rất là lâu, nên là các bạn khi thấy xuống hàng là gỗ nó cũ. Đấy, màu nó cứ đen đen. Các bạn sẽ nghĩ rằng là ô, màu đen đen này thì bên trong không biết là nó là cái gì. Nhưng ưu thế thứ nhất của cái dòng sản phẩm này đó là dòng Sipho. Thứ hai, nó được để từ năm 2021 đến năm 2023 là gỗ rất là khô rồi. Được chưa? Mà nó khô như thế rồi ấy mà nó vẫn dương phân ấy thì thợ mộc rất là thích luôn. Được chưa? Điều thứ ba là giá của nó lại tiếp tục chỉ nhỉnh hơn gỗ tròn một tí thôi. Đấy, các bạn thấy những cái hàng mà nó đóng kiện như này, sạch sẽ như này mà giá chỉ nhỉnh hơn gỗ tròn có một tí thôi, thì tại sao chúng ta lại không mua? Những cái khách hàng nào mà đóng đồ nội thất cần khung xương thì chúng ta mua rất là có lợi. Còn những cái bạn nào mà bản to phù hợp để làm khuôn, khuôn đơn, khuôn kép, khuôn nhỡ thì các bạn lại chiến thắng luôn rồi các bạn nhé. Và ngày hôm nay hàng đã về đến bãi của anh Công ở bãi ổi Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang. Hãy nhanh tay mua hàng để có thể có được những cái hàng hóa chất lượng và giá cả hấp dẫn các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau ạ. Thì tội gì mà chúng ta không mua cái hàng nạc như thế này. Được chưa? Đây, Vân đếm số kiện nhé. Một kiện này, hai kiện này, ba kiện này, bốn kiện, năm kiện, sáu kiện, bảy kiện, tám kiện, chín kiện. Ngoài bãi này là đang còn chín kiện. Và cẩu vào trong nhà này, hai này, ba này, bốn này, 9 cộng 4 là 13 kiện tất cả trong một cái công hàng này các bạn nhé.